Nữ Mỹ với nữ Hà Lan 22 giờ ngày 7 tháng 7. Nhận định, phân tích tỷ lệ và dự đoán trận đấu nữ Mỹ với nữ Hà Lan trong khuôn khổ trận chung kết World Cup bóng đá nữ 2019. Cập nhật đội hình ra sân, tỷ lệ kèo đấu. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube để cập nhật thông tin mới nhất. Mỹ và Hà Lan là hai cái tên xuất sắc nhất góp mặt tại trận chung kết của giải vô địch bóng đá nữ thế giới năm nay. Qua từng trận đấu họ đều thể hiện được đẳng cấp vượt trội so với phần còn lại và chứng minh rằng mình xứng đáng đi đến trận đấu cuối cùng. Chỉ còn một thử thách ở phía trước để chạm tới giấc mơ. Liệu vương miện sẽ về tay nữ vương mới hay vẫn ở lại với người Mỹ? Với tư cách là nhà đương kim vô địch, đội tuyển Mỹ vẫn duy trì được sức mạnh đáng sợ. Từ vòng bảng tới giờ, họ toàn thắng trong cả 6 lần ra sân. Chiến thắng trước các cô gái Anh ở bán kết vừa qua đánh dấu trận thắng thứ 11 liên tiếp của Alex Morgan và các đồng đội tại vòng chung kết bóng đá nữ thế giới, một kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Có cảm giác như không gì có thể cản bước nổi các nhà đương kim vô địch dù đối thủ của họ có là ai đi chăng nữa. Các đội tuyển nữ hàng đầu châu Âu như chủ nhà Pháp, Anh, Thụy Điển hay Tây Ban Nha đều phải chịu chung số phận là gục ngã dưới chân thầy trò huấn luyện viên Phil Ellis. Vật cản ở chung kết lại là một đội bóng đến từ châu Âu và người hâm mộ xứ cờ hoa hẳn rất hy vọng các cô gái của họ sẽ tái lập lại thành tích. Kèo chấp lên tới 1-1 trên 4 nhà cái đưa ra đã cho thấy sự ưu ái tuyệt đối dành cho các nhà đương kim vô địch. Tuy nhiên, Hà Lan không phải cái tên dễ bị bắt nạt. Vào tới trận chung kết trong lần đầu tiên góp mặt tại ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh, thầy trò huấn luyện viên Sarina Wijkman hẳn không phải là dạng vừa. Họ không thi đấu quá thăng hoa nhưng lại tiến những bước cực kỳ vững chắc với điểm tựa là hàng phòng ngự thi đấu đầy tính kỷ luật, mới chỉ thủng lưới 3 bàn. Rõ ràng bức tường màu da cam sẽ là thử thách khó nhằn cho Alex Morgan và các đồng đội nếu muốn bảo vệ ngôi vương. Trong hành trình của mình, Hà Lan cũng đã đánh bại không ít đối thủ sừng sỏ như Italia, Thụy Điển hay Canada. Điểm mạnh nhất của họ chính là khát khao cháy bỏng, tạo nên một tập thể gắn kết dù không có ngôi sao nào quá nổi bật. Đội tuyển Mỹ thực sự mạnh nhưng không phải là không có điểm yếu để khai thác. Nữ Anh và nữ Pháp đều đã gây ra rất nhiều khó khăn cho nhà đương kim vô địch và chỉ thiếu may mắn mới không thể đánh bại họ. Hẳn huấn luyện viên Sarina Wijkman đã theo dõi và rút ra cho mình những kinh nghiệm quý báu. Qua những gì đã thể hiện, thực lực của các cô gái áo cam không hề thua kém đối thủ. Nếu cứ duy trì được lối chơi và phát huy được sức mạnh tinh thần, chức vô địch thế giới hoàn toàn có thể thuộc về họ. Dự đoán, nữ Mỹ 1-1 nữ Hà Lan.